Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim Tay Đấm Thép. Bộ phim lấy bối cảnh khi những cỗ máy siêu đẳng dần thay thế con người trên các võ đài. Những võ sĩ quyền Anh đã chính thức về quê cắm câu. Charlie cũng từng là một tay đấm nổi tiếng với các chiêu thần sầu. Giờ cũng chỉ là võ sĩ hết thời, lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất. Vì tất cả số tiền có được, cộng thêm vay mượn khắp nơi, anh dùng tậu cho mình một chiếc robot vừa cũ vừa xấu, tên là Amber. Charlie mang nó đến hội chợ, bọn trẻ trông thấy robot đã đến xin chụp ảnh. Charlie yêu cầu cái giá 5 đô, dĩ nhiên là bọn chúng không đồng ý, dù cho anh có lòng tốt hạ một nửa giá, không thèm chấp nhặt với bọn con nít. Anh mang robot vào trong, nhưng đối thủ của Amber lại nặng ký hơn thỏa thuận trước đó, vì thế anh đòi mức cược lên 20.000. Zicky đáp mặt anh dính cái gì kìa, là chữ nghèo đó. Charlie bèn bốc phét tiền tôi chất đầy xe tải ngoài kia, tên này vậy mà tin thật. Cuộc chiến nhanh chóng bắt đầu, Amber xuất hiện trong tiếng reo hò của khán giả. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của mình, Charlie điều khiển Amber né các cuộc tấn công của con bò, rồi canh chuẩn thời gian cho nó một cú đấm trời giáng hụt. Charlie vểnh mặt ăn mừng trong tiếng cổ vũ của mọi người, sẵn tiện còn chọc gái. Và vì sự khinh địch của mình, chú bò đã húc cho Amber một phát què giò. Charlie tiếc của xin dừng cuộc chơi, nhưng còn lâu Zicky mới đồng ý. Vì thế Amber thọt chân đã bị chú bò hung hãn húc bay đầu. Mới phút trước còn oai phong lẫm liệt, vậy mà giờ đây đã biến thành một đống sắt vụn không hơn không kém. Anh xin lại cái chân từ bọn nhỏ, nhưng thời thế thay đổi, chúng đòi tiền chuộc với giá 5 đô. Charlie chỉ còn cách đưa đống sắt vụn của mình đi trốn. Trước khi Zicky lột ra anh, bỗng dưng phát hiện có hai người đuổi theo. Anh vội cho một đấm vì nghĩ họ là chủ nợ, nhưng không ngờ lại nhận được tin bạn gái cũ vừa qua đời. Và Charlie cần chịu trách nhiệm với cậu con trai 11 tuổi, tại phiên tòa. Dì của cậu bé là Dezer, đang cùng chồng giành quyền nuôi dưỡng cháu trai. Nhưng theo luật tòa vẫn xử giao cậu bé cho Charlie. Anh vốn dĩ muốn về đây cho có thủ tục, ký cái dẹt là giao quyền nuôi dưỡng lại cho cô em vợ. Lúc này anh tinh mắt thấy người chồng giàu có của Dezer, và bày trò muốn giao cậu bé cho trại mồ côi, khiến ông ấy vì chiều lòng vợ, mà phải trả cho mình 100.000 đô đổi lấy quyền nuôi dưỡng. Ông ta đưa trước một nửa, và nhờ anh chăm nom cậu bé trong khoảng thời gian họ bận việc ở nước ngoài. Charlie vui mừng vì khoảng tiền trên trời rớt xuống, vội liên hệ để mua một con robot mới. Sau đó đến chỗ Talet, cô chủ một phòng gym sắp đóng cửa. Lý do Charlie thiếu nợ cô ấy không trả. Dù vậy mê trai đầu thai không hết, cô nàng vẫn tiếp tục sửa chữa robot cho Charlie. Lúc này vợ chồng Dezer đã mang mắc đến. Người dì hoàn toàn không biết về cuộc giao dịch của họ. Cuộc gặp gỡ của hai bố con không còn gì ngượng nghịu hơn. Khi mắc biết bố đã bán mình để mua một con robot, cậu yêu cầu được chia một nửa số tiền để có thể bỏ nhà đi bụi. Nhưng Charlie còn đúng cái nịt thôi. Mắc vô cùng tủi khỉ và tổn thương. Nhưng khi vào trong lại nhìn thấy robot mới của bố, đó là Noisy Boy, một tay đấm có tiếng trong làng quyền Anh. Cậu bé vốn là fan cuồng của những tay đấm sắt này. Charlie cũng vui vẻ vô cùng thử ra lệnh cho nó. Nhưng Noisy Boy lại không có động tĩnh gì. Thì ra nó chỉ hiểu tiếng Nhật. Đây đúng là cách mà nó thể hiện trong các giải đấu lớn. Talet đã tìm cách chuyển nó sang tiếng Anh. Noisy Boy có cả một bảng điều khiển với các chiêu thức có sẵn. Cả hai ôm hy vọng nó sẽ làm nên chuyện. Charlie mang nó lên xe, nhưng Mark đã lấy đi chìa khóa, đặt điều kiện một là đưa cậu đi cùng, hai là sẽ ném nó xuống cống. Cả hai tới sàn đấu ngầm của Finn. Charlie tự mãn chính thức bỏ qua các giải đấu nhỏ, tuyên chiến với Midas vô địch nơi này, mặc cho Mark khuyên anh nên đi từng bước một. Từ trong đương kim vô địch được mệnh danh là cỗ máy gây đau đớn bước ra, sau màn giới thiệu cả hai được đưa vào sân. Vừa bắt đầu Noisy Boy đã tung một đòn quật ngã đối thủ. Midas vừa đứng lên lại bị đánh tới tấp, nhưng chuyện vui chẳng được bao lâu, khi Noisy Boy định tung cú dứt điểm, thì Midas quật ngược lại, đấm mạnh vào bụng nó. Sự việc bất ngờ, Charlie lóng ngóng không biết nên ra chiêu thế nào, thậm chí anh còn không hiểu những chiêu thức trên bảng điều khiển có nghĩa là gì. Cứ ra lệnh bừa hại Noisy Boy bị Midas chặt đứt cánh tay. Đối thủ tóm cánh tay còn lại của nó rồi đấm liên tục vào đầu. Cuối cùng Noisy Boy đã không chịu nổi, đã có cái kết thê thảm. Charlie thất vọng tràn trề, khi con robot muốn cả đống tiền giờ chỉ còn là đống sắt vụn, mà Mark cũng bất mãn về bố mình không kém, cho rằng anh không suy nghĩ trước khi làm việc, và thật vô tâm khi sẵn sàng vứt bỏ những thứ mình không cần. Charlie cứng họng chỉ biết đuổi con vào xe. Hết tiền để tậu một con mới, đêm đến hai người đi đến bãi phế liệu, để tìm các thiết bị về tự lắp một con. Lúc này trời mưa tầm tã, Charlie vừa tìm vừa kể cho con trai nghe về thời kỳ hoàng kim của mình. Nhưng Mark không cẩn thận đã đứng bên rìa một hố sâu. Charlie vừa trông thấy cũng là lúc đất sụp xuống cuốn Mark trôi theo. Rơi được một đoạn, cậu bé may mắn mắc vào một cánh tay robot và được giữ lại. Anh vội chạy xuống, nắm lấy tay con trai và thành công kéo cậu bé lên. Lúc này Mark phát hiện có nguyên con robot bị chôn bên dưới lớp đất. Cậu bé muốn mang nó về nhà vì đó chính là ân nhân của mình. Nhưng Charlie không đồng ý và anh đã để cậu bé lại một mình.
Mark không đuổi theo bố mà tự mình đào con robot lên, nhờ mưa khiến đất trôi đi ít nhiều. Sáng hôm sau cậu đã thành công kéo nó ra ngoài, dẫu sao con robot này cũng đã cứu mạng của cậu. Nhưng Mark vẫn còn tức giận, ông đúng là ông bố tồi nhất năm mà. Về nhà, Charlie yêu cầu Talet giúp mình lắp ráp đống sắt tìm được thành một con robot mới, nhưng cô đã chịu hết nổi sự vô lý của anh, tuyên bố bỏ cuộc để tự kiếm tiền duy trì phòng tập này. Charlie cũng dần hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn mặt dày nhờ nàng xem giúp con robot Mark mang về. Talet thay pin năng lượng và kết nối nó vào một cái bảng điều khiển cũ. Con robot những tưởng là đồ bỏ ấy đã ngồi dậy, chẳng những thế còn biết mô phỏng hành động từ người đối diện. Lúc này đến lượt hai bố con Charlie tranh giành con robot, ông ấy muốn giã nó ra bán sắt vụn, nhưng Mark không đồng ý. Cậu bé mang nó đi tắm rửa, sau khi trôi đi lớp bùn đất, Mark thấy cái tên Atom và quyết định xin bố cho mình mang nó đến sàn đấu. Nhưng Talet lại nói nó đã lỗi thời, chỉ là một robot luyện tập, ngoại trừ sức chịu đựng cao và sao chép động tác thì không thể phản công. Nhưng cha nào con nấy, Mark quyết tâm sẽ đưa nó lên sàn đấu. Mark ngày càng dành tình cảm cho nó, bởi có lẽ Atom là người duy nhất chịu lắng nghe và chơi đùa cùng cậu. Một ngày nọ, nhờ Talet mà Mark biết rằng bố cậu từng là một võ sĩ quyền Anh rất châu bò, thậm chí còn đấm được người xếp hạng thứ hai thế giới. Cậu bé còn chưa kịp thần tượng thì Charlie đã tự đạp đổ, cho rằng thắng thua mới là quan trọng nhất. Đồng thời anh từ giã Talet để không làm liên lụy nàng nữa, sau đó tiếp tục rong ruổi trên chiếc xe của mình. Hai bố con đến đấu trường quốc tế. Charlie nhờ Finn giúp mình vay vốn sửa chữa robot, nhưng một kẻ vô danh như anh chẳng có gì đảm bảo, vì thế đã bị từ chối. Trong khi Mark đứng chờ bố thì trông thấy rớt, đó là con robot đỉnh nhất cho đến thời điểm hiện tại, được ca tụng là một tay đấm thép bất bại, được thiết kế bởi thiên tài hàng đầu của bộ môn này. Cậu bé với ánh nhìn hâm mộ quên chớp mắt, còn được nhân viên ném cho chiếc khăn lau của rớt. Charlie không vay được vốn, đang vô cùng tuyệt vọng còn phải đứng đợi Mark đi xem rớt đấu võ đài. Những con robot gặp phải nó đều chết không toàn thây. Hai bố con bất đồng quan điểm nên lại cãi nhau. Charlie quyết định ngày mai sẽ đưa Atom đi đấu, hòng triệt để dập tắt hy vọng viễn vông của cậu bé. Sáng hôm sau anh bị làm ồn thức dậy, thì ra Mark đã dành cả đêm để lập trình các động tác chiến đấu cho Atom. Hai bố con khởi hành đến giải đấu ao làng. Tên trùm đưa ra mức giá 100 cho một hiệp, nhưng Mark tự tin đòi hẳn 300. Thấy cậu bé thú vị, hắn bèn nói nếu Atom trụ được qua một hiệp sẽ cho Mark 1.000 đô. Đối thủ lần này là con robot tên Metro, với tạo hình hết sức hoang dại, một bên tay được trang bị búa. Lần này Mark đã giành quyền điều khiển, nhưng Atom ngoài chịu đựng những đòn đánh của đối thủ thì không có phản ứng gì khác. Bởi Mark chỉ là một cậu nhóc, còn khá lúng túng trong việc điều khiển và hạn chế chiêu thức. Cho đến khi Atom bị nó nện búa liên tục và ngã xuống đất, cậu nhóc nóng ruột đã đến bên cạnh Atom và hét lên hãy đứng dậy. Thế mà nó đã thực sự bật dậy. Cũng là lúc đồng hồ báo kết thúc hiệp một vang lên, Charlie không tin nổi mà nhảy cẫng lên. Tên trùm chơi đều không chung tiền mà tăng lên gấp đôi cho hiệp thứ hai. Ai có mà ngờ đợt này vừa bắt đầu, Mark để Atom tung một đòn móc cả hai tay vào họng đối thủ. Metro chập mạch bốc khói nghi ngút, nó tự thưởng cho mình mấy bọt tay rồi xây sẩm mặt mày té ngửa xuống dưới đất. Lần ra mắt đầu tiên của Atom đã oách xà lách như thế, Charlie nhận được 2.000 đô đầu tiên, còn có người đến thách đấu trận khác với giá 7.000. Về nhà, Mark tiếp tục nghiên cứu và lắp thiết bị nhận dạng qua giọng nói từ hai chiếc robot cũ qua cho Atom. Giờ chỉ cần Mark nói nó sẽ có thể tung chiêu theo ý cậu. Cậu bé vui sướng còn cùng nó nhảy hip hop để hoàn thiện hơn. Mark còn thuyết phục bố mình dạy võ cho Atom, nhưng bị anh từ chối. Thay vào đó, Charlie bảo cậu bé cho nó nhảy mở màn trong trận kế tiếp, vì điều này có thể thu hút khán giả. Mark bèn đặt điều kiện, nếu Charlie dạy võ cho nó thì cậu mới nhảy. Cuối cùng, anh đã dùng tài năng quyền Anh của mình, truyền thụ cho nó những thế phòng thủ và tấn công hiệu quả nhất. Chẳng mấy chốc đã đến thứ bảy, Mark mang Atom lên sàn, còn tặng kèm điệu nhảy nghệ cả vườn khiến cả khán đài sôi sục. Liên tiếp sau đó, Atom đưa hai bố con chiến thắng hết trận này đến trận khác, cứ cái đà này họ phải mua máy đếm tiền thôi. Tin tức về robot mới nổi này nhanh chóng lan truyền trên khắp các báo đài tin tức. Charlie cũng gửi tiền về cho Talet, trả nợ và đền đáp ân tình của nàng. Chẳng mấy chốc Hiệp hội Robot Thế giới đã tìm tới và mời Atom tham gia mùa giải lần này. Charlie không thể tin nổi giấc mơ của mình đã cận kề như thế. Anh vừa vui mừng vừa lo sợ, nhưng lại đổ thừa cho con trai, trong khi cậu bé vô cùng bình tĩnh tân trang cho Atom. Lúc này bỗng dưng cả hai nhận được lời mời đến phòng của Zert, ngồi trong đó là nữ chủ nhân của nó, pha ra một người phụ nữ xinh đẹp đầy tham vọng, ả vào việc hỏi mua Atom để làm bia tập cho Zert, với cái giá cao ngất tận 200.000 đô. Charlie dĩ nhiên là muốn bán ngay và luôn, nhưng Mark không đồng ý. Với cậu, Atom không phải đồ vật mà là bạn thân của mình. Anh đuổi theo con trai cố thuyết phục Mark nhưng vô dụng. Rất nhanh trận đấu đã bắt đầu, với sự quan tâm của hàng triệu khán giả trên cả nước, kể cả Talet. Đối thủ của Atom bước lên sân khấu, Trinh thật sự rất đáng gờm, với hai cái đầu giúp tăng gấp đôi tầm nhìn. Bên cạnh đó còn có một đội ngũ điều khiển chuyên nghiệp, mọi chiêu thức và đều được phân tích bằng máy tính. Atom thì bước ra với những điệu nhảy sôi động từ Mark,
và hậu thuẫn chỉ gồm hai bố con cậu bé. Charlie thì điều khiển, còn Mark thì cầu nguyện. Ban đầu nó chỉ tung ra những đòn đơn giản, anh rất dễ dàng né tránh và đánh trả, nhưng đó có vẻ là cách thăm dò thực lực của đối thủ. Chẳng bao lâu sau, Trinh đã tăng thêm tốc độ và thay đổi góc đánh liên tục. Charlie trở tay không kịp, khiến Atom bị đánh không trượt phát nào. Mất một lúc, cuối cùng anh cũng phát hiện ra điểm yếu của nó. Mỗi khi vung cánh tay, Trinh đều phải cần thời gian. Charlie vội điều khiển Atom tấn công dồn dập vào tay nó. Với cự ly gần sẽ hạn chế sải tay của Trinh. Atom tiếp cận tung liên hoàn đấm vào đầu đối thủ. Trinh lỗi hệ thống nặng, mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Này nhé, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé. Cái kết con robot hai đầu biến thành đống sắt vụn, mọi người vỡ òa tràn lên võ đài. Với trận đấu chưa đầy 2 phút này, Atom nhanh chóng trở thành idol giới trẻ. Mark phấn khích xông lên đài giật luôn micro của trọng tài, gửi lời muốn nói đến Faza. Thay vì dùng tiền để thao túng người khác, thì hãy chấp nhận lời thách đấu từ Atom. Nó nhất định sẽ đánh bại rớt, sau đó còn nhiệt tình đi khuấy động sân khấu. Hai bố con nhận được chỗ tiền đầu tiên, định đưa nhau đi ăn mừng. Nhưng kế hoạch đã bị dập tắt bởi tên chủ nợ Ricky ở đầu phim. Mặc dù Charlie nói sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho hắn, nhưng Ricky vẫn không hài lòng mà muốn cho anh ăn hành. Charlie vội đấm một tên, sau đó kéo Mark chạy. Nhưng chưa được bao xa đã bị hắn bắt lại, cả đám hội đồng anh một trận ra bã, còn đẩy ngã Mark. Charlie nóng ruột đánh trả nhưng cuối cùng vẫn bị cho đo đất. Sau đó chúng còn chấn lột hết số tiền thưởng của hai bố con. Đêm đó anh nhận ra mình là một tên bất hảo, không xứng đáng là một người bố tốt. Vì thế anh quyết định liên hệ với Dezer, mang cậu bé đến giao cho họ, đồng thời cũng không nhận số tiền còn lại từ Marvin. Nhưng đổi lại Mark vô cùng thất vọng, cậu bé phản ứng dữ dội và xin anh cho mình ở bên cạnh. Họ còn phải cùng nhau thực hiện ước mơ, đưa Atom trở thành đương kim vô địch. Nhìn ánh mắt đáng thương của cậu bé, Charlie hơi dao động. Nhưng cuối cùng anh vẫn để cậu đi, vì muốn điều tốt nhất cho con trai. Trước khi đi, Mark nghẹn ngào nói con muốn bố chiến đấu vì con. Đó là tất cả những gì con mong muốn. Trên đường quay về nhìn những kỷ niệm còn đó và cả Atom, Charlie vô cùng bối rối và buồn bã, nên tìm về phòng gym của Talet. Nàng nói Mark cần một người bố, chứ không phải là cuộc sống giàu sang. Nhưng Charlie cảm thấy mình không xứng với cậu nhóc. Talet bảo thứ anh cần quan tâm là cảm xúc của Mark, phải hiểu được cậu bé muốn gì. Chính điều này đã vực dậy Charlie. Anh ôm hôn nàng, nói lời cảm ơn và lập tức đi tìm Mark. Charlie cố bày tỏ hết sự hối hận của mình. Anh xin lỗi vì tất cả những tổn thương mình mang lại cho cậu bé, và giờ anh đến để sửa chữa sai lầm. Phía sau Charlie là Atom, và cả ba sẽ lần nữa bước lên đấu trường, đấu một trận sống mái với rớt. Điều này khiến cậu bé vô cùng cảm động. Và thật may Dezer là một người phụ nữ tốt bụng biết cảm thông, bà đã cho phép và ủng hộ hai bố con. Ngày thi đấu đến, người đổ về đấu trường New York, họ sôi sục bàn luận về hai tay đấu không cân sức. Đội Atom bước lên võ đài với tư cách thách đấu, nhận không ít hò reo của mọi người. Nhưng chưa chi Faza đã đánh đòn phủ đầu với phe Mark, cho MC liên tục đánh bóng tên tuổi rớt và xem thường Atom. Bên ngoài Ricky cũng đến, tự tin cược 100.000 đô rằng Atom không qua nổi hiệp 1. Bên trong rớt đã xuất hiện với vòng hào quang nhân vật phản diện, cùng với tài khô môi múa mép của tay dẫn chương trình. Gã được diễn tả như một chiến thần bất bại. Vừa vào trận, Atom liền ăn một cú đấm của rớt ngã sấp xuống sàn. Nhưng sau khi được Charlie hối thúc, cậu chống tay ngồi dậy, nhưng còn chưa kịp đứng thẳng, đã bị rớt đấm tới tấp dồn vào góc. Mặc cho Charlie có cố đưa Atom ra khỏi góc chết, nhưng cậu ta vẫn bị rớt nện nằm ra sàn. Chỉ vài giây đầu, Atom đã gục tận 3 lần. Với sự động viên quyết liệt của Mark, dường như Atom đã nghe thấy, cậu vẫn đứng lên lần nữa. Và lần này cậu thành công móc một cú từ dưới lên hàm rớt. Một đấm này vậy mà thật sự làm nó xây sầm mặt mày, mà mọi người cũng kinh ngạc không thôi. Đối với một cỗ máy lỗi thời như Atom, chạm được vào rớt đã là một việc rất khó. Nhân cơ hội này, Atom liên tục ra đòn dồn nó vào góc trước sự kinh sợ của mọi người. Nhưng rất nhanh rớt đảo ngược tình thế, ép Atom vào góc chết, tung liên hoàn đấm bằng cả hai tay. Chuông báo kết thúc hiệp 1 vang lên, và Atom vẫn còn sống nhăn, hai bố con Charlie vỡ òa trèo lên khán đài. Riêng Ricky hoảng hồn vội tìm lỗ chui xuống, chứ thua cực này có mà bán thận không đủ trả. Nhưng Finn đã cho người canh từ trước, đúng kiểu ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Charlie và Mark nhanh tay thay pin và nối dây lại cho Atom. Trước khi bắt đầu hiệp 2, có vẻ pha ra nhận ra nguy cơ, nên cả hai đã thì thầm mờ ám gì đó với nhau. Màn hai, Atom bị rớt ném đi như một cái lon, nhưng sau đó cũng trả hàng loạt cú đấm vào mặt nó. Thế là hiệp mới lại bắt đầu. Những đòn tấn công của rớt làm móp cả phần ngực Atom, nhưng cậu vẫn có thể phản đòn, bị đánh ngã rồi lại đứng lên lần nữa. Vào giữa hiệp 4, rớt bắt đầu tung chiêu tử thần của mình. Nó tập trung thụi vào đầu Atom, khiến thiết bị nhận dạng giọng nói của nó bị hỏng. Atom hoàn toàn không nghe thấy Charlie nói gì nữa. Cậu bé đã đề nghị chuyển sang chế độ mô phỏng, và Charlie sẽ giúp nó đánh hiệp cuối này. Vốn sĩ anh định từ chối, nhưng một lần nữa đầu hàng trước ánh mắt tha thiết của con trai. Vào trận, Atom lần này ăn miếng trả miếng, cũng đóng cho rất mấy cú xiển miển.
mọi người nhanh chóng phát hiện ra nó đang mô phỏng theo Charlie. Dù vậy, Atom vẫn bị dồn về góc chết, trong khi rớt tung chiêu liên tục, nó chỉ đưa hai tay đỡ đầu. Tên Macedo còn trực tiếp đốc thúc giám sát, cho dứt nện Atom hết tốc lực. Bọn chúng tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng không ngờ đã chính thức rơi vào cái bẫy của Charlie. Anh chỉ muốn làm nó tiêu hết năng lượng, rớt dần dần chậm lại. Để rồi cuối cùng, trong tiếng cổ vũ của cả sàn đấu, anh tung một cú đấm móc vào nó, rồi nhắm vào đầu rớt mà đánh. Macedo hoảng loạn bật điều khiển tay mong cứu vãn tình hình. Nhưng tất cả chỉ là vô dụng, bởi để đấu tay đôi với một võ sĩ quyền anh triển vọng như Charlie, chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Anh như nhìn thấy chính mình trên khán đài. Lần đầu tiên cậu bé nhìn thấy cha mình oai phong như vậy, niềm vui lớn đến nỗi khiến Mắc rơi nước mắt, cậu ước gì mình đã có thể bên cạnh ba sớm hơn. Nhưng không sao, vì cậu đã có thể nhìn thấy được ngày đó rồi. Sau nhiều đòn cực gắt thì Charlie cũng tung ra đòn quyết định, dùng hết sức lực và hạ đao ván chiến thần của pha ra. Mặc dù nó vẫn đứng lên được trước khi chuông báo kết thúc vang lên. Trận đấu được chấm hòa và ban giám khảo vẫn quyết định cho rớt thắng. Điều này làm cả trường đấu hết sức bất mãn, nhưng họ cũng hiểu kết quả này từ đâu mà có. Dù giành được Mắc đương kim vô địch nhưng bọn chúng chỉ có thể nhục nhã bỏ đi, trong khi Atom được mọi người công nhận thành nhà vô địch quốc dân. Hai bố con ôm lấy nhau, cùng nắm tay Atom vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Bộ phim đến đây là hết rồi. Tay đấm thép là một bộ phim rất ý nghĩa. Cho ta thấy niềm tin và hy vọng có sức ảnh hưởng đến thế nào. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của bạn. Cũng như việc ai cũng cần được cho một cơ hội để sửa chữa những sai lầm. Đôi khi cuộc sống sẽ vùi dập bạn theo cách của nó, nhưng chỉ có chính bạn mới là người chấp nhận chịu thua hay dũng cảm đứng lên. Như Atom, mặc dù chỉ là một người máy vô tri vô giác, nhưng dường như Atom cũng cảm nhận được tình cảm của con người. Atom còn là ân nhân cứu mạng của Mắc. Nên dù ai có trả giá như thế nào để mua Atom, mà Mắc vẫn quyết định không bán đứng ân nhân đã cứu mạng mình. Cậu tin tưởng rằng Atom là một con robot rất đặc biệt. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.